Đã đến với tiết mục chất cảnh ước mơ, tác giả Hoàng Song Việt, dàn dựng Tiền Trung, âm nhạc Thanh Liên, biên đạo Lê Hải, với phần biểu diễn của nghệ sĩ Tú Tăng Tuyền, nghệ sĩ Tú Mỹ Hằng, nghệ sĩ Tú Tâm Tâm, nghệ sĩ Thiên Phương và vũ đoàn Việt Hải. Chào quý thầy, sự ân cần mà khói áo con nhìn, thân yêu dạy dỗ ân cần. Chào các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể khán giả đang đến với vòng sơ tuyển thứ hai cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022.